Cặp đôi dính nghi vấn hẹn hò Hồ Việt Trung, Saka Trương Tuyền tiếp tục khiến người hâm mộ bấn loạn trước loạt chi tiết, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Mới đây, Hồ Việt Trung còn kể chi tiết đàn gái cấm anh như vợ đích thực. Trên mạng xã hội những ngày qua, cặp đôi ca sĩ Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền liên tục có những động thái nhằm công khai tình cảm. Mặc dù lên tiếng phủ nhận chuyện yêu đương, nhưng những khoảnh khắc tình cảm quay clip cùng nhau khiến dân mạng muốn không tin cũng khó. Bởi sự đáng yêu toát ra từ cả hai, nên cặp đôi liên tục được các fan đẩy thuyền. Mới đây nhất, Hồ Việt Trung còn có màn livestream khui thêm chi tiết ngầm khẳng định Saka Trương Tuyền đánh dấu chủ quyền với anh, chăm lo từng chút như người vợ chính hiệu. Dân mạng ai cũng hú hét bấn loạn trước chi tiết này. Cụ thể, Hồ Việt Trung rất nghe lời Saka, anh xem nữ ca sĩ như nóc nhà, không khác gì vợ chồng. Nói trên livestream, Hồ Việt Trung kể Saka Trương Tuyền giờ không cho đi đá banh nữa, bắt ở nhà. Ngày xưa Trung thích đi đá banh lắm mọi người, mà bây giờ bả không cho đi nữa, nói đi nắng nòi bắt ở nhà. Giờ đi nhậu cũng không cho đi, đá banh cũng không cho đi. Lời kể của Hồ Việt Trung khiến dân tình cười nghiêng ngã, đồng thời khẳng định anh đã xem Saka Trương Tuyền là nóc nhà. Nếu phía Saka Trương Tuyền từng có những đổ vỡ trong tình yêu, thì đàn trai Hồ Việt Trung cũng từng một lần lỡ dở. Suốt 6 năm qua, anh làm bố đơn thân, nuôi con gái xí muội. Việc Hồ Việt Trung có con riêng cũng khiến nhiều người lo lắng về việc sẽ cản trở chuyện tiến tới yêu đương giữa Saka Trương Tuyền và nam ca sĩ. Tuy nhiên, phía đàn gái lại có thái độ khác xa suy nghĩ của netizen. Mới đây, cô đã lên tiếng nhận xét về xí muội ngay trên livestream. Phát ngôn của nữ ca sĩ gây chú ý mạnh. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi thấy bé xí muội như thế nào, Saka Trương Tuyền chia sẻ: "Xí muội thì Saka cũng đã gặp nhiều lần rồi. Bé rất là dễ thương, đáng yêu. Đặc biệt bé rất là ngoan, rất là lễ phép. Tóm lại rất là cưng luôn. Saka cưng em bé đó lắm." Có thể thấy Saka Trương Tuyền có mối quan hệ khá tốt với con riêng của Hồ Việt Trung. Những tin đồn đây là bước cản trở cho mối quan hệ của cả hai dường như là không đúng. Nhiều tin đồn cả hai đã dọn về sống chung nhà, xây dựng tổ ấm nhỏ cũng bắt đầu râm ran. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn chưa có dấu hiệu nào là công khai mối quan hệ, mà kệ cho các fan ra sức đẩy thuyền, mong ngày sớm thành đôi và công khai ra ánh sáng. Ngoài những clip chia sẻ những tình huống vui vẻ dạng cặp đôi, Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền cũng thường xuyên có những màn tương tác khi livestream chung, khiến người hâm mộ quán quéo. Mới đây, khi trò chuyện cùng nhau trước hàng nghìn mắt xem, những cảm xúc và vẻ mặt của người đang yêu mà cả hai dành cho nhau khiến dân tình càng thêm chắc chắn hai ca sĩ có tình cảm đặc biệt trên mức tình bạn. Saka Trương Tuyền được mệnh danh là nữ hoàng hội chợ. Cách đây chưa lâu, Saka Trương Tuyền đã xác nhận đã chia tay người yêu ca sĩ Lưu Hưng. Bên cạnh đó, cháu gái nghệ sĩ Tú Kim Tiểu Long cũng từng lên tiếng đính chính thông tin đã đăng ký kết hôn, có nhiều đời chồng và sinh con. Tôi chưa bao giờ đăng ký kết hôn hay lên xe hoa với ai. Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ khi yêu hay gọi thân mật là vợ chồng dù chưa cưới. Tôi cũng gọi theo nhưng lại bị hiểu lầm. Còn em bé tôi hay gọi con trai cưng, thật ra là cháu ruột của tôi. Saka Trương Tuyền từng lên tiếng đính chính về chuyện đời tư. Về phía Lưu Hưng, anh có chia sẻ về tình cũ Saka Trương Tuyền vào tháng 4 năm 2024. Trước đây chúng tôi quen nhau nhưng cũng đã chia tay rồi. Chúng tôi đã dừng lại hết rồi. Giờ chỉ còn là bạn thôi nhưng cũng không có được thân. Chỉ là bạn bình thường thôi. Những chuyện đã qua là quá khứ, tôi muốn để yên đó. Không muốn để mọi người lại xôn xao ồn ào về mình nữa. Tôi không thích điều đó, dù lúc nào cũng tôn trọng và coi đó là kỷ niệm của mình. Tôi cũng mong cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp sau này.